Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện ngắn vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Sau một trận cãi vã lớn, tôi thậm chí còn dọn về nhà mẹ đẻ để ở. Đến bây giờ sinh con xong được 3 tháng, tôi vẫn ở nhà mẹ. Về đến nhà, mẹ vừa trêu đùa với đứa trẻ vừa nhìn tôi. Cơ thể con gần như là trở về vóc dáng thời kỳ con gái rồi đấy. Tôi chạm lên bụng dưới vẫn còn chút mỡ thừa, khẽ đáp. 9 triệu đồng để mời chuyên gia định hình cơ thể kiêm chuyên gia dinh dưỡng, quả thật là không uổng công chút nào. Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong đôi mắt có sự hài lòng lại có chút thương cảm, lo lắng. Vừa rồi Cố Thành có đến đây, thấy con không ở nhà nên đã đi luôn rồi. Con thực sự muốn ly hôn với nó sao? Tôi ngẩng đầu khẽ cười. Không ly hôn nữa, ngày mai con sẽ dọn về nhà. Mẹ ngạc nhiên nhướng mày, nhưng mà cuối cùng thì cũng gật đầu. Xem ra con đã nghĩ thông rồi, như vậy mẹ cũng yên tâm. Ngày hôm sau, tôi thu xếp đồ đạc, cùng với chị Ngọc ôm con trở về ngôi nhà sau hôn nhân của tôi và Cố Thành. Sau khi đứa lớn đã ngủ, hai đứa nhỏ sinh đôi cũng được chị Ngọc đưa đi ngủ. Tôi đi tắm. Khi bước ra khỏi phòng tắm, thấy Cố Thành đã trở về từ bao giờ. Tôi nhìn anh một cái, ánh mắt dừng lại ở cổ áo của anh. Cổ áo sơ mi trắng tinh có vết son đỏ. Tôi nhìn chằm chằm vết son này rất lâu, tự dưng nhớ lại lần đầu tiên phát hiện ra dấu son như thế nào. Lần đó tôi đã khóc lóc, gào thét, vừa cào cấu vừa đánh Cố Thành, cuối cùng còn làm kinh động đến hai bên gia đình. Em về rồi đấy à? Anh hỏi tôi. Tôi mỉm cười nhạt nhẽo, ừ một tiếng. Sau đó bước đến bàn trang điểm, bắt đầu quy trình chăm sóc da kỹ lưỡng của bản thân. Anh nhìn tôi chăm chú. Không giận nữa à? Tôi nhìn anh qua gương. Ừ, dạo này em đã suy nghĩ rất nhiều. Mấy người đàn ông thành đạt giống như anh, có ai mà không mơ mộng? Ở bên ngoài phong lưu, ở trong nhà vẫn giữ vững gia đình cơ chứ. Trước đây đúng là em không hiểu chuyện, cứ thích làm loạn, gây chuyện vô cớ. Sau này em sẽ không như thế nữa, sẽ cố gắng làm một người vợ tốt để anh không còn lo nghĩ gì cả. Người đàn ông trông rất nghiêm túc, có chút do dự nhìn tôi. Tôi tiếp tục chải tóc, thấy thời gian đã muộn rồi, tôi nói. Cũng muộn rồi, đi nghỉ thôi. Vừa đứng dậy thì bị Cố Thành ôm chầm lấy, tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ta ra. Đi tắm đi, trên người toàn mùi rượu thôi. Ngày hôm sau, tôi hẹn gặp quản lý tài chính, đem một phần tài sản ba để lại đầu tư vào quỹ vàng, một phần thì mua gói tiết kiệm định kỳ, phần còn lại để trong tài khoản, nếu có mặt bằng phù hợp thì mua vào để tăng thêm giá trị. Tôi còn đến phòng công chứng để làm thủ tục, nếu chẳng may tôi gặp bất kỳ rủi ro gì, toàn bộ tài sản của tôi sẽ chia đều thành 4 phần cho mẹ tôi và ba đứa con. Nếu mẹ tôi qua đời, phần của bà sẽ chia cho các con. Nhân viên công chứng hỏi tôi, thế còn chồng cô thì sao? Tôi cười đáp, chồng tôi còn giàu hơn tôi, chắc chắn anh ấy sẽ không quan tâm đến số tiền này đâu. Về đến nhà, chồng tôi thấy mà cũng đang ở nhà này. Hôm nay sao về sớm thế? Hôm nay là thứ bảy mà. Anh nhìn vào túi tôi đang cầm. Đó là gì thế? Mua vài mặt bằng, anh xem giúp em. Tương lai chắc có thể tăng giá trị đấy nhỉ? Cố Thành xem qua bản hợp đồng. Với mức giá này thì vẫn hợp lý. Đường Giang Bắc là khu vực quy hoạch trọng điểm của chính phủ, vài năm nữa chắc sẽ sầm uất thôi. Vậy sao? Thế thì em yên tâm rồi. Tôi mang toàn bộ chiến lợi phẩm của ngày hôm nay vào trong phòng ngủ và bắt đầu phân loại. Không biết từ bao giờ Cố Thành đã đứng ở cửa. Tôi không để ý đến anh. Thấy có tin nhắn từ WeChat, tôi đặt đồ xuống, cầm điện thoại lên xem.
là tin nhắn từ cô giáo của trường mẫu giáo Đại Bảo gửi tới. Năm nay, nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, trường sẽ tổ chức hoạt động trình diễn thời trang cho phụ huynh và con cái. Tôi quay sang nhìn Cố Thành. Cuối tuần sau, trường mẫu giáo của Đại Bảo sẽ tổ chức hoạt động cho phụ huynh và con đấy. Anh có rảnh rỗi để tham gia không? Anh nhìn tôi chăm chú một lúc rồi mới đáp. Được rồi, đến lúc đó chúng ta cùng tham gia. Đại Bảo bỏ bộ xếp hình xuống, vui mừng lao vào trong lòng tôi. Mẹ ơi, mẹ và ba thật sự sẽ cùng tham gia sao? Mẹ sẽ không bỏ con nữa chứ? Nghe vậy, trái tim tôi đau nhói. Năm ngoái vì tức giận với Cố Thành mà tôi cố tình không tham gia hoạt động mùng 1 tháng 6 của con. Nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của con lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi ôm chặt Đại Bảo, xoa đầu con và hứa. Đại Bảo là đứa con mà mẹ yêu nhất. Mẹ và ba chắc chắn sẽ tham gia. Cố Thành cũng tiến tới ôm lấy chúng tôi. Tiểu Linh, cảm ơn em. Tôi ôm con trai không nói gì. Cố Thành một tay ôm chặt tôi. Chuyện của Chu Nhã Lệ anh có thể giải thích. Tôi cắt ngang. Anh không cần phải giải thích với em đâu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi thản nhiên nói thêm. Em đã nghĩ thông suốt rồi. Những điều anh nói không phải hoàn toàn không có lý. Em thực sự nên học theo mẹ. Nhìn mẹ bây giờ sống thoải mái biết bao nhiêu. Tôi và Cố Thành yêu nhau tự do. Công ty của ba tôi được xếp vào hạng nhất nhì trong ngành. Ba tôi muốn tôi kết hôn với những cậu ấm nhà giàu để mà tạo liên minh thương mại. Có điều mấy người đàn ông đó đều quá phong lưu, chưa cưới mà đã là khách quen của các quán bar hộp đêm. Hồi đó còn trẻ, có chút nhan sắc, làm sao mà tôi chịu được việc kết hôn với những tên đào hoa như thế. Cho nên tôi làm trái ý ba, kiên quyết chọn một người ngoài giới là Cố Thành. Cố Thành không chỉ đẹp trai mà còn là một trong số ít những cậu ấm nhà giàu không đi bar, không đến hộp đêm. Anh rất sạch sẽ, từ khi tốt nghiệp đã cùng ba mình dốc lòng xây dựng sự nghiệp. Cố Thành biết cách cư xử, gia đình cũng không quá tệ. Dĩ nhiên nếu so sánh với cơ nghiệp của ba tôi thì còn kém xa. Dù theo đuổi Cố Thành có tốn công tốn sức một chút, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng giành được trái tim của anh. Ba tôi ban đầu không đồng ý để chúng tôi qua lại, nhưng mà sau vài lần tiếp xúc với Cố Thành, ông dần dần chấp nhận mối quan hệ này và còn giới thiệu không ít mối làm ăn cho nhà họ Cố. Mẹ tôi sau vài lần gặp Cố Thành thì nói: không bàn đến những chuyện khác, ít nhất cậu ấy là người thông minh, cậu ấy biết rõ mình muốn gì, cần bỏ ra những gì. Giao tiếp với người thông minh cũng đỡ tốn sức con ạ. Lúc đó tôi nghĩ mẹ đang khen Cố Thành, giờ đây tôi mới hiểu những người giống như Cố Thành chẳng phải giống hệt kiểu người như ba tôi hay sao? Ba tôi là thế hệ giàu có đầu tiên, ông đã nỗ lực suốt 30 năm mới có được tài sản hàng tỷ như ngày nay. Nhưng ông cũng chẳng khác gì những người đàn ông khác, có tiền là thay đổi. Năm tôi 10 tuổi, ba tôi ngoại tình rồi từ đó không thể nào dừng lại. Mẹ tôi không ly hôn. Trước đây, tôi chỉ nghĩ rằng mẹ quá nhu nhược, làm mất mặt phụ nữ. Cho đến khi mà tôi phát hiện Cố Thành có mối quan hệ không trong sáng với cô thư ký của anh, và tôi đòi ly hôn, mẹ đã ngăn cản. Lúc đó tôi thốt lên một câu trong lúc không kiềm chế được: mẹ nghĩ con là mẹ sao? Đàn ông ngoại tình mà không dám nói gì, đúng là nhục nhã cho phụ nữ. Mẹ tức giận muốn đánh tôi, nhưng rồi lo lắng bởi vì tôi đang mang thai 5 tháng mà không ra tay. Đợi đến khi tôi bình tĩnh, mẹ mới nói: ly hôn không phải là bản lĩnh, nỗ lực sống tốt mới là bản lĩnh thực sự, con hiểu không? Tôi đã cố gắng hết lòng cho cuộc hôn nhân của mình rồi mà. Chuyện ăn mặc, chỗ ở của Cố Thành, tôi chưa bao giờ để anh phải bận tâm. Anh bận rộn công việc, tôi vẫn thường xuyên đưa con đến thăm anh, chăm lo, thăm hỏi ba mẹ chồng, sắm sửa đồ dùng, rồi lo cả chuyện giải trí của gia đình. Ngay cả khi mang thai đôi lần thứ hai, bụng căng tròn đến khó chịu, đêm ngủ không ngon, ăn cũng không ăn được, tôi không quên bổn phận của một người vợ, quản lý nhà cửa ngăn nắp,
để Cố Thành không phải bận tâm mà chuyên tâm cho công việc. Thế nhưng anh trả lại tôi cái gì chứ? Không những ngoại tình với nữ nhân viên cấp dưới mà còn mập mờ với khách hàng là nữ. Khoảng thời gian đó tôi đã cãi nhau, đã gây chuyện với chồng, đã đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí còn xé nát cả ảnh cưới. Tôi động thai đến 2 lần, cứ liên tục phải nhập viện. Tôi dọa sẽ bỏ 2 đứa trẻ trong bụng. Bà mẹ Cố Thành vừa lo lắng vừa tức giận đã đánh Cố Thành ngay trong bệnh viện. Bị đánh, Cố Thành tự thấy mất mặt. Anh đã mất kiên nhẫn với tôi, nắm chặt bàn tay đang vung loạn xạ của tôi mà nói rõ từng câu từng chữ. Trần Ngọc Linh, em nghe cho rõ đây. Trong đôi mắt đen láy của người đàn ông lộ rõ sự nhẫn nhịn đầy bực bội. Anh tưởng rằng mục đích kết hôn của chúng ta đã sớm đạt được sự đồng thuận, nhưng bây giờ xem ra anh đánh giá em quá cao rồi. Tôi ngây người nhìn anh, trong lòng chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh tin rằng khi em chọn anh làm chồng, chắc chắn em đã suy nghĩ rất kỹ. Và khi anh chọn em làm vợ, anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Tính cách của em đơn giản, dễ hài lòng, hiếu thảo với người lớn và yêu trẻ con. Dù không có chí tiến thủ gì, nhưng biết chừng biết mực, chính là mẫu người vợ lý tưởng. Nhưng mà nếu như em còn tiếp tục như vậy, anh sẽ cân nhắc lại xem cuộc hôn nhân của chúng ta có thực sự tiếp tục được nữa hay không. Nghe vậy, trái tim tôi giống như có một bàn tay vô hình siết chặt, kéo tôi chìm xuống mặt nước. Hàng ngàn chiếc kim ghim vào trong trái tim, đau đến mức tôi thở không nổi, như con cá đang chết vì lạnh lẽo. Em là vợ của anh, cứ yên tâm ở nhà sinh con đẻ cái, dạy dỗ con cái. Anh có thể cho em và các con cuộc sống đủ đầy, cũng có thể cho em địa vị và thân phận cố phu nhân. Anh sẽ tôn trọng những gì em cống hiến trong hôn nhân, sẽ trong giới hạn cho phép để chịu đựng tính công chúa và sự bướng bỉnh của em. Như vậy không phải là tốt rồi sao? Hà cớ gì em phải so đo với những người phụ nữ ngoài kia, làm lớn chuyện đến mức đòi sống đòi chết cơ chứ? Lúc đó tôi không thể nào suy nghĩ, cũng không thể nào nói gì, thậm chí còn quên cả việc rơi nước mắt. Tôi chỉ trơ mắt nhìn người đàn ông mà tôi yêu sâu đậm, người đàn ông mà tôi từng tin sẽ yêu tôi, bên tôi cả đời, sẽ chung thủy với tôi. Thế tôi không phản kháng, Cố Thành buông tay ra, đứng dậy, nhìn xuống tôi từ trên cao. Hôn nhân nên là 1+1=2, chứ không phải là 1-1=0. Theo như anh biết, ba em ở bên ngoài cũng có một đứa con riêng, mà anh có thấy mẹ em làm ầm ĩ giống như em thế này đâu. Mẹ là người vợ chính thất, thông minh nhất mà anh từng gặp. Em tốt nhất nên học hỏi từ mẹ em nhiều hơn đi, Ngọc Linh. Tôi đã không còn nói được gì nữa, chỉ có thể nhìn anh. Miệng anh mở ra và khép lại, từng lời nói như những chiếc kim thép sắc nhọn ghim vào trái tim tôi, làm tôi đau đớn đến mức không thở được, không thể suy nghĩ được. Cố Thành sau đó còn nói thêm điều gì tôi đã không nghe được nữa, chỉ giống như một con cá chết nằm trên giường trong bệnh viện. Hóa ra trái tim chân thành của tôi trong mắt anh không đáng giá một xu. Tôi cứ nghĩ rằng hôn nhân của chúng tôi là kết quả của một tình yêu thật lòng, nhưng anh lại nói chúng tôi chỉ là trao đổi lợi ích, mỗi người đều lấy thứ mình cần. Anh làm sao mà có thể coi thường tình cảm của tôi đến thế chứ? Khi mẹ đến thăm tôi trong bệnh viện, nhìn chiếc gối ướt sũng, nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, bà chẳng nói gì, chỉ đơn giản ôm tôi vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. Sau đó bà mới mở lời. Mẹ con chúng ta đúng là không may mắn gì, nhưng mà so với những người vợ chính thất bị tiểu tam chèn ép đến mức suy sụp thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Ít ra chúng ta còn có con cái, còn có số tiền tiêu không hết. Tôi hít hít mũi, lúc này không cần soi gương cũng biết chồng tôi thảm hại như thế nào. Tôi trịnh trọng lên tiếng hỏi. Vậy tại sao mẹ không ly hôn với ba chứ? Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Mẹ phải ngu ngốc đến mức nào mới có thể đem cuộc sống đầy đủ, sung sướng của mình nhường cho người phụ nữ ngoài kia. Hơn nữa, mẹ còn phải nghĩ đến con gái của mình. Thật sự, mẹ mà ly hôn,
rồi để cho mẹ kế bước chân vào nhà này. Với đứa con ngốc nghếch, không tâm cơ, không toan tính như con, thì không biết sẽ bị bà mẹ kế hành hạ đến như thế nào. Dù sao cũng có câu, có mẹ kế là sẽ có cha dượng. Đây cũng là sự thật từ xưa đến nay mà. Tôi cố gắng nhìn xem gương mặt điềm tĩnh kia có một chút thù hận nào hay không, hay là có chút nào không cam tâm không, nhưng cuối cùng làm cho tôi thất vọng. Người mẹ 50 tuổi của tôi vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, bộ quần áo sang trọng, tinh tế khoác trên người. Ai không biết lại tưởng mẹ chỉ mới ngoài 30. Tôi nhớ đến thím hai của mình. Từ hơn 10 năm trước, chú hai tôi đã ngoại tình, thím hai đã làm loạn đến long trời lở đất. Bà nhỏ hơn mẹ tôi 5 tuổi, nhưng làn da đã vàng vọt, hốc hác, khuôn mặt đầy vẻ oán giận, cơ thể gầy yếu, tiểu tụy. Chú hai tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào để lo cho công việc, dứt khoát nghỉ việc rời đi, thậm chí còn thường xuyên ở lại nhà của người thứ ba. Sau khi ly hôn, thím hai vẫn luôn hận chú hai. Hai đứa con của thím vô cùng thù ghét chú. Thấy chuyện hàn gắn, mối quan hệ cha con không còn hy vọng, chú hai quay lưng lại, cưới người phụ nữ khác và sinh con. Hai người em họ của tôi đã bị mẹ chúng nuôi dạy lệch lạc. Cho dù chú hai có cho chúng bao nhiêu tiền, bù đắp thế nào thì chúng cũng không bao giờ biết ơn ba của mình. Lưng chú hai hơi còng xuống, vẻ tiểu tụy thay thế cho sự phong độ của trước kia. Mẹ từng nói với tôi, nếu như họ không tự hành hạ lẫn nhau, thì thành tựu của chú hai sẽ không thua kém gì chú ba. Thím hai và hai đứa em họ của con cũng sẽ sống cuộc đời giàu sang, sung túc. Thím hai của con chính là sai lầm khi lấy oán hận làm cốt khí, cuối cùng làm tổn thương người khác mà cũng chẳng có lợi gì cho chính bản thân. Tôi chợt nhớ lại, hình như là tối qua Cố Thành cũng nhắc với tôi về vấn đề này. Anh nói cụ thể thế nào tôi không nhớ rõ, tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng cái gì mà phụ nữ thông minh thì không nên làm tự hao tổn sức lực của bản thân mình một cách vô ích, làm như vậy chẳng có lợi cho ai. Ngày hôm đó tôi xuất viện về sống ở nhà ba mẹ. Ba tôi hiếm khi về nhà, hầu hết thời gian đều bên cạnh cô nhân tình kia. Mẹ tôi cũng chẳng bận tâm đến những chuyện này, mỗi ngày đều bằng người giúp việc nấu những món mà tôi thích ăn nhất. Cố Thành cũng thường xuyên đưa con lớn đến thăm tôi, quan tâm hỏi han tôi đủ điều, như chưa từng xảy ra cuộc cãi vã kịch liệt trước đó. Khi tôi mang thai được 7 tháng, ba tôi gặp tai nạn xe. Sau khi cấp cứu, mạng sống giữ lại được nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Mũi còn phải cắm ống thông dạ dày và máy thở oxy. Mẹ tôi đích thân đến bệnh viện chăm sóc cho ba, không nhờ đến người khác. Người mẹ quen sống trong nhung lụa của tôi lại tự mình hút đờm, lau người, đút cơm, đút cháo, thậm chí dọn vệ sinh cho ba. Tôi có chút không chịu nổi nên nói, cứ để cô nhân tình ngoài kia đến chăm sóc ba đi, mẹ. Mẹ tôi nói, còn ngốc thật. Không chỉ tự mình chăm sóc ba, mẹ còn đuổi cô nhân tình đến khóc lóc sướt mướt ở trước cửa bệnh viện kia. Từ đó về sau, cô ta không còn dám đến bệnh viện nữa. Cho dù tôi có chút hận ba, nhưng mà cảm thấy ông thật không đáng. Tôi không đành lòng khi thấy mẹ vất vả như vậy, nhiều lần khuyên nên thuê y tá để chăm sóc cho ba đi. Mẹ tôi cười nhạt, cũng chẳng chăm sóc được bao lâu nữa đâu. Mặc dù ghét tính trăng hoa của ba, nhưng bao năm qua, ông đối xử với tôi không tệ. Hai đứa sinh đôi nghịch ngợm làm cho tôi mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng vác cái bụng to, thường xuyên đến bệnh viện thăm ba. Rồi sau này, dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ, ba tôi cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên ba làm là gọi luật sư vào trong phòng bệnh. Cố Thành những lúc rảnh rỗi cũng đến thăm tôi, còn đến thăm ba và nói chuyện với ông. Bà tôi luôn niềm nở với con rể, cứ như việc con rể ngoại tình trong lúc con gái mang thai thật sự không đáng để nhắc đến. Tôi cũng không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, càng không dựa vào việc mình mang thai mà làm mình làm mẩy, bắt Cố Thành đưa đi xem phim hay xoa bóp chân cho. Một người yếu đuối, chưa từng chịu khổ như tôi, thế mà lại vượt qua mọi gian nan khi mang thai đôi, kiên trì đến 8 tháng rưỡi
mới sinh mổ lấy thai, sinh ra cặp song sinh long phụng. Ba mẹ chồng mừng đến phát điên, luôn miệng nói tôi là đại công thần của nhà họ Cố. Cố Thành cũng muốn ở trong bệnh viện chăm sóc tôi, nhưng mà tôi đuổi anh về. Công việc của anh bận rộn, không cần phải ở đây chăm sóc cho em đâu. Ở đây đã có y tá chuyên nghiệp, em cũng tự lo cho bản thân mình được mà. Người đàn ông cúi đầu hôn lên trán tôi, xoa xoa đầu tôi. Em vất vả rồi, Tiểu Linh. Tôi thản nhiên lên tiếng. Có gì vất vả đâu, đây là trách nhiệm của em mà. Ánh mắt của anh dừng lại một chút, chắc là anh cảm nhận được sự thay đổi của tôi rồi. Nhưng có lẽ anh thấy vui, dù sao thì có một người vợ không cãi vã, không náo loạn cũng là điều đáng mừng lắm rồi. Dù gì tôi cũng còn trẻ, nên đến ngày thứ 5 sau khi mổ lấy thai, tôi có thể tự mình xuống giường đi lại. Khom lưng một chút, tôi đến thăm ba. Ba tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đầu cuốn băng gạc hơi dày, hơi thở yếu ớt. Dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ, ba tôi vốn dĩ có thể hồi phục, nhưng mà kẻ đáng ghét kia, người phụ nữ thứ ba, lại dẫn theo đứa con riêng đến bệnh viện gây náo loạn. Ba tôi vốn mắc bệnh cao huyết áp, bị kích động đến mức xuất huyết não, rồi đã được cấp cứu, nhưng cơ thể của ba càng ngày càng yếu đi. Lý do duy nhất khiến cho ông còn cố gắng đến bây giờ là vì muốn giữ lại chút hơi thở cuối cùng này. Ba khẽ mở mắt hỏi tôi, con thật sự muốn ly hôn với Cố Thành sao? Tôi do dự, trong lòng rối bời, không biết trả lời thế nào. Ba tôi nhắm mắt rồi lại mở ra, ánh mắt của ông tràn đầy sự bất lực. Tại sao ba lại sinh ra một đứa chỉ biết yêu đương mù quáng như con chứ? Tôi lúc đó đã tự hỏi bản thân, tôi là kiểu mù quáng trong tình yêu sao? Ba là đàn ông là người hiểu rõ đàn ông nhất. Trong thế giới của đàn ông, quyền lực và tiền bạc mới là mục tiêu cuối cùng. Nói câu khó nghe, phụ nữ chỉ là thứ giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tình yêu là vĩnh cửu, nhưng mà nó sẽ không bước vào hôn nhân. Hôn nhân là kết quả của sự cân nhắc giữa hiện thực và lợi ích. Ba đang lấy tư cách của một người cha già để nhắc nhở con. Trên đời này, đàn ông có tiền thì chẳng ai là người tốt cả. Nhưng Cố Thành là một người đàn ông thông minh. Nó hiểu rất rõ rằng cuộc hôn nhân êm ấm mới có thể giúp nó tiến xa hơn. Đó là lý do ba đồng ý cho con lấy Cố Thành. Con có từng nghĩ đến sau khi mà hai đứa ly hôn, nó chắc chắn sẽ tái hôn không? Đến lúc đó, nó còn bao nhiêu tâm trí dành cho con cái của con? Con là con gái của ba. Ba không yêu cầu con trở thành một nữ cường nhân, cũng không cần con kế thừa sự nghiệp của mình, làm công ty lớn mạnh hơn. Chỉ mong con sống thật tốt, buông bỏ cái gọi là tự trọng, kiêu hãnh của con đi, hạ thấp tiêu chuẩn với đàn ông xuống. Chỉ cần con lùi một bước, con sẽ phát hiện ra rằng cuộc sống của mình mới thật sự bắt đầu. Hôm đó nói chuyện với tôi xong, bà đã ra đi. Nghe nói người phụ nữ kia đã gây sự dữ dội, mẹ tôi đã đuổi đi. Vừa lo liệu đám tang cho ba, mẹ vẫn còn có thời gian chăm sóc cho tôi. Trước khi lâm chung, ba con lập di chúc, 9 phần tài sản và cổ phần công ty đều để lại cho hai mẹ con mình. Phần còn lại chia cho con trai của người thứ ba và hai người chú, hai người cô của con. Mẹ tính sơ qua, đứa con trai của người kia nhận được cũng chỉ bằng một phần nhỏ của con thôi, Tiểu Linh. Người phụ nữ kia ngày ngày đến gây sự với mẹ, cứ nghĩ rằng con trai mình có thể nhận được phần lớn tài sản của ba con đó. Tôi cũng cảm thấy lạ, ba tôi thích con trai đến thế, vậy tại sao lại không để tài sản cho con trai chứ? Mẹ tôi bật cười. Con có biết không, trước khi mà xảy ra tai nạn, ba con đã lập di chúc rồi. Lúc đó, phần để lại cho hai mẹ con mình cũng chỉ có 3 phần mà thôi. Tôi kinh ngạc mở to mắt, mẹ tôi cười lạnh. Ông trời có mắt, mới để ông ấy gặp tai nạn như thế. Mẹ cố tình dặn bác sĩ, nếu người thứ ba kia có hỏi, thì nói rằng ba con không còn sống được bao lâu nữa. Bà ta đúng là đồ ngu, lại tin câu chuyện đó là thật,
Chắc chắn bà ta biết nội dung di chúc của ba con, tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, còn dẫn nhân tình đi du lịch Tam Á. Khi ba con tỉnh lại, việc đầu tiên ông ấy làm là gọi luật sư đến để sửa di chúc. Ông ấy nhìn mẹ rất nghiêm túc, đó cũng là lý do mẹ chăm sóc ông ấy tận tâm, tận lực như thế. Tôi vừa kinh ngạc vừa đau lòng, nước mắt không thể nào kiềm chế mà rơi xuống. Mẹ nhẹ nhàng nói thêm, nếu mẹ thật sự vì sĩ diện mà ly hôn với ba con, thì ba con đã có thể công khai đón người thứ ba về nhà từ lâu rồi. Lúc đó, tài sản của nhà họ Trần, mẹ con ta chỉ có thể đứng nhìn mà không được tận hưởng. Trong chốc lát, tôi bỗng cảm thấy hình tượng của mẹ trở nên vĩ đại hơn. Mẹ vừa chăm sóc tôi trong thời gian ở cữ, vừa lo liệu hậu sự cho ba, bao gồm cả bất động sản, tài khoản chứng khoán và cổ phần công ty của ba. Con không biết kinh doanh, hay là bán hết cổ phần đi. Sau này mẹ con ta cứ ôm tiền mà sống, nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi. Tôi đề nghị với mẹ, mẹ con mình mỗi người một nửa, tốt nhất là làm giấy chứng nhận công bằng. Con không muốn lấy hết phần đâu. Mẹ nhìn tôi chằm chằm, nước mắt tự dưng chảy xuống. Con gái của mẹ, cuối cùng con đã trưởng thành rồi. Tôi khóc, vừa mừng vì sự trưởng thành của bản thân, vừa buồn cho mối tình sai lầm đã qua. Nếu cái giá của sự trưởng thành phải xây dựng trên sự tan vỡ của tình yêu và sự chà đạp lòng chân thành của tôi chỉ có thể tự an ủi mình rằng nhận ra bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn. Hàng ngày tôi đưa con lớn đến trường mẫu giáo, sau đó đưa cặp sinh đôi đi chơi. Thỉnh thoảng tôi còn đưa bọn trẻ đi thăm ông bà nội. Những lúc rảnh rỗi tôi đi mua sắm, làm đẹp, massage cùng với bạn thân. Dù sao thì tôi cũng thừa hưởng không ít tài sản của ba. Ba mẹ con tôi sống cả đời cũng chẳng tiêu hết. Hơn nữa trong nhà vẫn còn có một cái máy kiếm tiền là Cố Thành. Cô bạn Lệ Lệ luôn cằn nhằn với tôi, dạo này chồng cậu thế nào rồi, có ngoan không? Ổn mà, bây giờ mình cơ bản không quan tâm đến chuyện của anh ấy ở bên ngoài nữa. Gần đây Cố Thành thực sự ngoan ngoãn, mỗi ngày về nhà rất sớm, hoặc là chơi đồ chơi với con, hoặc là cùng tôi đẩy cặp sinh đôi đi dạo. Người ngoài nhìn thấy thì vô cùng ngưỡng mộ, nói rằng chúng tôi là cặp trai tài gái sắc, yêu thương nhau hết mực. Lệ Lệ thì giận dữ nói, cậu đúng là ngốc thật đấy. Hôm trước mình nói rồi, mình thấy anh ta cùng với một cô gái mua trang sức ở trong trung tâm thương mại, còn vừa nói vừa cười với nhau vui vẻ lắm. Cậu phải chất vấn anh ta cho ra lẽ chứ. Tôi vén tóc, lộ ra kiểu tóc vừa cắt. Không cần thiết, dù sao thì mình cũng không còn yêu anh ta nữa. Lệ Lệ mắt sáng lên, cười hả hê. Đáng lẽ phải như vậy từ lâu rồi. Nhìn cậu trước kia, lúc nào cũng giống như kẻ mù quáng vì tình yêu. Mình nhìn mà muốn bất lực theo. Vẫn là kiểu vô tư, không nghĩ ngợi như bây giờ mới hấp dẫn này, Tiểu Linh. Lần trước chúng ta đi nhảy đó, cậu có để ý không? Cái anh chàng Lăng Vũ cứ nhìn trộm cậu suốt thôi. Cậu có muốn tìm một tình yêu thứ hai không, Tiểu Linh? Tôi không mấy hứng thú. Chuyện này để nói sau đi. Đã gần 11 giờ đêm mà Cố Thành vẫn chưa về. Tôi không thể không gọi điện cho anh ta. Điện thoại rất nhanh được nghe máy. Tiểu Linh. Tôi có chút sững sờ bởi vì cuộc gọi gần như được nhận ngay lập tức. Bình thường những lúc thế này tôi phải gọi rất nhiều lần mới được anh nghe máy. Tiểu Linh, sao thế? Giọng nói của Cố Thành vang lên một lần nữa, lần này mang theo sự nghi hoặc và cẩn trọng. Tôi định thần lại. Xin lỗi, giờ này rồi mà còn gọi cho anh. Chẳng qua là ngày mai trường mẫu giáo của Đại Bảo có hoạt động. Ngày mai anh có rảnh không? Cố Thành im lặng hồi lâu rồi đáp. Được, anh sẽ về ngay. Không cần đâu, chỉ cần ngày mai anh có mặt tham gia hoạt động cùng con ở trường là được rồi. Em không làm phiền anh xã giao nữa. Nói đến đây tôi tắt máy. Nửa tiếng sau, Cố Thành trở về, trên người anh đầy mùi rượu. Lúc đó tôi đang ở trong phòng ngủ, nhìn vào gương bôi kem dưỡng da trên cơ thể. Nghe tiếng động, tôi quay lại nhìn Cố Thành. Anh về rồi đấy à? Em xin lỗi,
Đáng ra em không nên làm phiền anh. Chỉ là ngày mai trường mẫu giáo của Đại Bảo có hoạt động, chúng ta là ba mẹ thì không thể nào thất hứa với con được. Tôi quay lại nhìn Cố Thành, ánh mắt dừng lại ở phần cổ áo. Trên cổ áo sơ mi trắng có một dấu son màu đỏ. Tôi thu hồi tầm mắt, thản nhiên lên tiếng: anh đi tắm đi. Người đàn ông mở to đôi mắt, không còn chút sức sống nhìn tôi, sau đó lảo đảo bước vào trong phòng tắm. Dì giúp việc đứng bên cạnh muốn nói gì đó mà lại thôi. Không còn việc của dì nữa, dì nghỉ ngơi sớm đi. Cố Thành từ phòng tắm bước ra, tôi đã nằm xuống giường. Anh định đặt tay lên người tôi khẽ đẩy ra: đừng quấy, ngủ đi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chọn chiếc áo thun đơn giản, chân váy chữ A bằng jean, phối hợp cùng với đôi giày thể thao màu trắng. Tôi buộc tóc kiểu búi tròn trẻ trung, trang điểm xinh đẹp. Người phụ nữ trong gương có làn da trắng mịn, dáng người thon gọn, đôi mắt sáng, tràn đầy sức sống, giống như cô gái 20 tuổi. Cố Thành có lẽ do say rượu cả đêm, mắt anh đỏ ngầu, cuồng thâm dưới mắt cũng hiện lên, trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng may mắn, ngũ quan của anh không tệ, tuổi không quá lớn. Tôi đưa cho anh chiếc áo thun trắng, quần short jean, dài ngang đầu gối, đôi giày thể thao màu trắng, nhìn vào có chút trẻ trung. Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới: sau này bớt uống rượu đi, bụng bia rồi đấy. Anh theo phản xạ chạm vào bụng của mình, ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi chẳng để tâm, ngồi ăn sáng cùng Đại Bảo, sau đó cả nhà lên đường đến trường mẫu giáo. Nửa ngày hoạt động, Đại Bảo chơi đùa hết mình. Gia đình ba người chúng tôi thu về không ít ánh mắt ngưỡng mộ và sự chú ý. Đôi mắt của Cố Thành gần như dán chặt vào người tôi suốt cả buổi. Tôi tỏ ra không để ý, chỉ dịu dàng nói chuyện với Đại Bảo, trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con với phụ huynh khác, thỉnh thoảng đùa vài câu vui vẻ, vô hại. Điện thoại của Cố Thành thỉnh thoảng đổ chuông, nhưng anh luôn tắt máy ngay mà không nghe. Hoạt động sắp kết thúc, tôi nói với anh: công ty có việc thì anh cứ đi đi, em sẽ đưa Đại Bảo về bằng taxi. Hay là để anh đưa hai mẹ con về trước đã. Cố Thành đề nghị. Anh đưa chúng tôi về nhà, tôi dẫn Đại Bảo xuống xe, nhẹ nhàng nói: đi đường cẩn thận nha. Rồi quay lưng bước vào nhà mà không quay đầu. Dạo gần đây, Cố Thành càng ngày càng về nhà sớm hơn, biểu hiện khá tốt. Ngày lễ, anh chuẩn bị quà cho tôi, rủ tôi ra ngoài ăn. Bình thường cũng không tăng ca nhiều nữa, cho dù công việc bận rộn đến đâu cũng về nhà. Nếu thực sự không về nhà được, anh sẽ gọi điện báo trước. Khi tôi gọi, nếu không nghe máy, anh sẽ gọi lại không lâu sau đó. Những cô gái bên ngoài dường như biến mất. Đối với tôi, anh cũng rất thoải mái. Tôi cầm thẻ phụ của anh, quẹt đã tay, anh cũng không bao giờ can thiệp. Hôm nay Cố Thành về sớm, lúc đó tôi và Đại Bảo đang ăn tối. Tôi nhìn bó hoa hồng trong tay anh có chút ngạc nhiên: hoa này ở đâu ra thế? Cố Thành nhìn tôi ánh mắt sâu sắc: em quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của em. Thật ra tôi quên thật, nhưng mà sáng nay tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Alipay rồi chuyển phát nhanh công ty bảo hiểm thẩm mỹ viện cùng với các quầy bán hàng ở trung tâm thương mại gửi đến tấp nập. Tôi muốn quên cũng khó. Tôi cười đáp: không quên. Nhưng mà bó hoa anh đang cầm kia là tặng em sao? Đúng vậy. Anh tiến lên hai bước: chiều đây mỗi lần đến sinh nhật, em lúc nào cũng bắt anh mua hoa và tặng quà. Tôi không nhìn Cố Thành, đứng dậy nhận bó hoa rồi đặt nó lên bàn ăn. Cảm ơn anh vì bó hoa. Mà anh ăn cơm chưa? Chưa ăn. Em không biết anh về sớm thế nên không chuẩn bị phần cơm cho anh rồi. Cô giúp việc cũng tan ca. Để em gọi đồ ăn ngoài cho anh nha. Em nấu cho anh ăn đi, Tiểu Linh. Cố Thành nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Trước đây em luôn tự tay nấu cho anh mà. Tôi tiếp tục đặt đơn trên điện thoại. Vẫn nên gọi đồ ăn ngoài đi, lâu rồi không nấu, tay nghề của em cũng hao mòn dần rồi. Người đàn ông cau mày tỏ ra không vui. Em thay đổi rồi, Tiểu Linh. Tôi nhớn mày,
nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm túc. Thì ai mà chẳng thay đổi? Anh cũng đâu phải không thay đổi chứ. Người đàn ông tự dưng vào đầu bứt tai, có chút bực mình. Ngọc Linh, trước đây là anh thực sự có lỗi, nhưng tất cả là quá khứ rồi. Thời gian qua, những gì anh cố gắng, em đều không nhìn thấy ư? Chúng ta không thể nào quay lại như trước đây được sao? Tôi nhìn Cố Thành, đôi mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Nước đổ đi có thể lấy lại được không? Gương vỡ rồi có thể lành lại được không? Anh tròn mắt, miệng mấp máy, không nói được lời nào. Tôi đặt điện thoại xuống. Gọi đồ ăn ngoài đúng là không hợp với anh. Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Cố Thành thở gấp, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy nỗi niềm kìm nén. Nhìn anh trong bộ dáng thế này, tôi bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện với mẹ trước đây. Mẹ từng hỏi tôi: "Dạo này Cố Thành có vẻ cư xử tốt nhỉ? Mẹ cũng không nghe nói nó còn lăng nhăng ở bên ngoài nữa." Tôi cười đáp: "Đó là vì con là một cố phu nhân chuẩn chỉ, không những ở nhà chăm sóc con cái, còn thường xuyên cùng Cố Thành tham gia các buổi gặp gỡ thương mại. Ở giữa một nhóm những bà vợ chính thất, con vẫn luôn luôn tự tin, cư xử đúng mực và lời nói không sai sót. Dù không quá hứng thú với giao tiếp xã hội, nhưng mà trong giới các bà vợ, tôi vẫn có chỗ đứng nhất định. Nhờ vào những mối quan hệ xã giao này, việc làm ăn của Cố Thành luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Lần trước ông Lý thậm chí còn nói thẳng với Cố Thành ngay trước mặt tôi: "Lý do tôi chọn hợp tác với công ty của anh chủ yếu là vì trong số những người đàn ông thành đạt, Cố Tổng là người duy nhất bước chân vào chốn phong lưu mà vẫn không để cho bản thân lầm đường lạc lối." Câu này là do bà Lý kể cho tôi, nghe xong tôi suýt nữa bật cười. Tôi mang chuyện này kể cho mẹ như một câu chuyện cười, mẹ tôi nghe xong thì trầm ngâm: "Thế con nghĩ thế nào?" Tôi tựa đầu vào trong lồng ngực của mẹ, đôi mắt lạnh lùng, vẫn không quên được những lời mẹ đã nói với tôi trong bệnh viện lần trước. Mẹ tôi vỗ nhẹ vai tôi: "Mẹ biết trong lòng con rất khó vượt qua chuyện này, nhưng mẹ vẫn phải nói, mọi chuyện nên nhìn về phía trước, không lẽ con muốn cả đời bắt nó phải cúi đầu trước con sao? Con nghĩ điều đó có thực tế không? Một người phụ nữ thông minh nhất định phải nhìn về tương lai, đừng mãi chìm đắm trong quá khứ. Con nhân lúc Cố Thành còn cảm thấy có lỗi với con và còn muốn thay đổi, con nên đáp lại một chút, chứ đừng mãi thờ ơ với mọi thứ. Nếu không sẽ chỉ khiến cho đàn ông nản lòng buông xuôi. Người ta đã bước 99 bước, thì bước cuối cùng con nên nhiều một chút, tiến lên một chút có làm sao đâu." Tôi biết mẹ nói đúng, dù tôi chưa thể nào vượt qua được rào cản trong lòng, nhưng mà nếu cứ tiếp tục thế này cũng chẳng có ích lợi gì cho bản thân. Tôi nên học cách thật sự bước qua. Nhìn Cố Thành lúc này, cuối cùng tôi vẫn vào bếp nấu cho anh một bát mì. Đêm đó, Cố Thành rất vui, còn mang ra chiếc vòng tay vô cùng quý giá, đeo lên tay tôi, nói rằng đây là quà sinh nhật đã chuẩn bị cho tôi. Nhưng sự đáp lại này cuối cùng vẫn khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ phải chăng trong lòng tôi chưa thực sự buông bỏ cái gọi là tình yêu. Suy nghĩ này làm cho tôi khó chịu. Ngày hôm sau, tôi hẹn mấy cô bạn thân cùng chí hướng đi nhảy ở một sàn nhảy. Tôi và mấy cô ấy mỗi người chọn vài anh chàng đẹp trai để cùng nhau khiêu vũ. Cơn say bắt đầu dâng lên, tôi còn bị mấy cô bạn khiêu khích, liền cùng bạn nhảy lên hẳn sân khấu lớn nhảy điệu samba. "Nhảy thêm đi, thêm một bài nữa đi." Tôi hướng về phía khán giả ném cho một nụ hôn gió, rồi lập tức nhận về chàng hò hét thật to. Đột nhiên cánh tay tôi bị ai đó kéo rất mạnh, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm eo. Sau đó tôi bị lôi xuống sân khấu, bạn bè và các bạn nhảy lập tức vây quanh mà bảo người kia biến đi. Cố Thành cũng gầm lên: "Tôi là chồng của cô ấy." Tôi bị Cố Thành lôi ra khỏi sàn nhảy một cách mạnh bạo. Với đôi giày cao gót 8 phân, làm sao mà tôi có thể theo kịp bước chân của Cố Thành? Tôi muốn giãy ra nhưng không đủ sức lực. Tôi bước đi siêu siêu vẹo vẹo, cánh tay bị xiết đến đau đớn. Tôi chỉ có thể lên tiếng: "Anh bị điên đấy à? Buông tôi ra."
Người đàn ông thô lỗ nhét tôi vào trong xe, rồi lái xe như bay về nhà. Về đến nơi, anh dừng xe, mở cửa, kéo tôi ra ngoài. Tôi cố gắng tỉnh táo giữa cơn say, đập mạnh vào tay của Cố Thành. Tôi tự đi là được mà. Tôi tháo giày cao gót, chân trần bước xuống xe. Bước chân siêu siêu vẹo vẹo, đi được hai bước thì đã bị anh ép vào thân xe. Cô không có gì muốn giải thích cho tôi sao? Ánh mắt của người đàn ông hung dữ, hơi thở nặng nề phả vào mặt tôi. Có gì mà giải thích? Ngoài cái danh phận cố phu nhân ra, tôi không được phép sống là chính mình sao? Anh hôn tôi một cách mạnh bạo, như thể muốn nuốt chửng tôi vào trong bụng. Kết thúc nụ hôn, bàn tay anh giữ chặt đôi vai trần của tôi. Sau này không được phép đến những nơi như vậy nữa. Tôi đẩy Cố Thành ra. Anh dựa vào cái gì mà cấm đoán tôi? Anh ta gầm lên. Dựa vào việc anh là chồng em và em là vợ anh. Tôi hỏi ngược lại. Anh nghĩ rằng yêu cầu của anh hợp lý sao, Cố tiên sinh? Người đàn ông sững sờ, cuối cùng thì mím chặt môi, gương mặt thoáng qua sự đau khổ. Anh ôm chầm lấy tôi. Anh xin lỗi, vợ à. Trước đây anh thật sự tệ bạc, nhưng anh đã cố gắng thay đổi rồi. Làm ơn, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không? Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, được không em? Tôi định đẩy Cố Thành ra, nhưng mà anh cứ ôm chặt, không chịu buông. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Cố Thành, nước mắt tôi bất giác rơi xuống như mưa. Tôi đánh anh, tát vào mặt anh, nhưng anh không động đậy, chỉ siết chặt lấy tôi, miệng liên tục nói xin lỗi. Những tổn thương mà Cố Thành gây ra cho tôi là quá lớn. Nhưng dù sao mẹ tôi nói cũng đúng, mọi chuyện nên nhìn về phía trước, không nên mãi ôm lấy quá khứ rồi đau buồn. Cho nên cuối cùng tôi cũng mở lời. Còn phải xem anh thể hiện thế nào đã. Niềm vui sướng trên khuôn mặt của Cố Thành làm tôi nhận ra bước đi này tôi đã đi đúng, cho dù là với anh hay là với chính tôi. Tối hôm đó chúng tôi cuốn quýt ở trên giường. Cố Thành làm đủ mọi cách để chiều chuộng tôi. Tôi cũng tìm thấy niềm vui chưa từng có. Sau đó tôi thay đổi chiến lược. Tôi tiêu tiền của Cố Thành nhiều hơn, cầm thẻ của anh, rồi cùng các bà vợ khác đi mua sắm, mua trang sức, túi sách, đi spa, tập gym, du lịch và thưởng thức ẩm thực. Thỉnh thoảng tôi mua quà cho anh, dành cho anh chút quan tâm vừa đủ. Tôi làm tròn bổn phận cố phu nhân, nhưng cũng tận hưởng cuộc sống tuyệt vời của chính mình, Trần Ngọc Linh. Tình yêu dường như cũng đã quay trở lại. Dù với tôi, thứ này có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng mà nếu nó đã xuất hiện, vậy tại sao không tận hưởng một chút, chăm chút một chút? Vứt bỏ thì chẳng có lợi gì cho tôi. Trong gương, cố phu nhân giờ đây tự tin, điềm tĩnh, duyên dáng và cao quý. Tôi không chỉ là cố phu nhân, còn là chính bản thân tôi, Trần Ngọc Linh. Phương châm sống của tôi bây giờ chính là nếu không ai mang lại ánh sáng cho mình, thì tự mình hãy tạo ra ánh sáng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện ngắn vừa rồi. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của bộ truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của bộ truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.